Đúng là đối với mình, lúc nào về nhà cũng được ăn ngon. Mẹ mình thích ăn cá nên là bữa cơm nhà mình thường hay có những món chế biến từ cá. Và hôm nay sẽ là món cá lóc xương chiên tẩm bột. Em trai mình tối nay nó không phải trực nên là sẽ làm đầu bếp chính. Còn bố mình thì tối nay đi ăn cỗ rồi nên là sẽ không ăn cơm ở nhà. Nhà mình để chiên thì thường hay dùng mỡ, mà mình thấy là cảm giác khi mà chiên bằng mỡ ăn nó sẽ ngậy và thơm hơn. Cá này được lóc xương rồi, sau khi tẩm bột thì sẽ cho lên chiên. Mình chẳng hiểu sao mà cơm ở nhà toàn những món đơn giản, đạm bạc, nhưng mà lúc nào mình cũng thấy ngon hơn ý. Đúng là không quan trọng chúng ta ăn món gì, quan trọng chúng ta ăn cùng ai. Thời tiết bắt đầu vào thu nên là cũng mát và dịu hơn rồi. Buổi tối ở trên nhà mình vùng Trung Du Bắc Bộ thì nó sẽ hơi lạnh lạnh một chút. Chính ra là hợp ăn những cái món nóng nóng như này mọi người ạ. Cái mùi cá chiên bột này nó thơm nức mũi luôn, không hề còn cái mùi tanh của cá. Mà trước khi chiên cá là em mình đã ướp với hạt tiêu vào gia vị rồi, nên là cá nó sẽ đẫm gia vị, ăn ngon hơn. Thử một miếng cá chiên xem nào. Công nhận là bên ngoài giòn, bên trong mềm, ăn ngon lắm mọi người ạ. Pha thêm tí sốt chấm để chấm với những món chiên này thì ngon số 1 luôn. Giờ thì mời cả nhà cùng ăn cơm với nhà mình nhé. Bữa cơm của nhà mình đơn giản lắm, lúc nào cũng sẽ có một món rau, 1 đến 2 món mặn thêm với canh và món muối. Kia là củ cải muối bố mình làm đấy. Ăn nó cũng khá là giống kiểu như là muối chua ngọt ý. Mình cũng thích ăn cá nhưng mà chị hay ăn khi ở nhà thôi. Tại vì là khi ở dưới Hà Nội thì lười chế biến lắm. Bạn ăn cơm chưa?